Xin chào các bác yêu lan nhá. Hôm nay anh em lại bán với cho các bác những cái giỏ lan siêu siêu rẻ cho các bác lựa chọn nhá. Đây là một giỏ kiều mỡ gà. Kiều mỡ gà các bác nhá. Độ thuần của nó thì tính bằng năm, không tính bằng tháng nhá các bác nhá. Nó là quá lâu rồi. Giỏ này các bác nào yêu thì bán cho các bác là 150.000 đồng. Kiều mỡ gà nhá các bác nhá. Kiều mỡ gà là năm nay thực sự bác là các bác săn đón rất là nhiều. Bởi vì cái hoa của nó rất là đẹp luôn. Hoa của nó thì nó rất là vàng. Vàng như là mỡ gà, gọi kiểu mỡ gà. Đấy nhá. Đấy, giò này bán cho các bác 150.000 nhá. Cái mã số 1 nhá. Tiếp theo đây các bác, một giò phi điệp vàng. Nó rất là đẹp như này. Giò này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân nhá, thân vàng ươm nhá. Và thân này thì đang lụ nhá. Đang lụ đây, đang lụ đây nhá. Đấy. Còn những cái thân này là đang sưng lụ đấy nhá. Những cái thân này thì đang sưng lụ thôi. Đang sưng lụ. Đây mình thấy mắt nó trắng trắng. Nó thắt hết ngọn rồi các bác. Đấy, đang sưng lụ. Thân này thì cũng đang nhú khá là to nhá. Về là các bác chuẩn bị chơi hoa là vừa nhá. Tất cả là 6 thân. Thân này thân già không tính nhá các bác nhá. Giò này em bán cho các bác là 150.000 đồng cho mã số 2 nhá. Phi điệp vàng mã số 2. 150.000 đồng. Nhớ cái đơn 150.000 đồng các bác vui lòng gộp đơn cho em nhá. Tiếp theo nên các bác một số hàng rời nhé. Đây em có một số mớ kiều vuông, kiều mỡ gà, toàn thân ngắn rồi, thân ngắn thì các bác về ghép nó rất là dễ luôn. Đây vừa bóc xong cái này em cân xem là 1, 2, 3 lạng, mớ này 3 lạng các bác nhé. 3 lạng thì em sẽ bán cho các bác với giá là mã số 4 là 150.000 đồng. Mã số 4 150. Mã số 5 vẫn là kiểu mỡ gà này. Cái này thì thân dài hơn tí. Cái này em gọi là mã số 2 của kiều mỡ gà các bác nhé. Mã số 2 của kiều mỡ gà là 170.000 đồng. Cân xem mình ạ. Cái này gần 5 lạng các bác, gần 5 lạng. 170.000 đồng cho mã số 2 nhé. Kiều mỡ gà. Trong các loại kiều thì kiều mỡ gà là hoa đẹp nhất các bạn. Hoa nó rất là chất. Hoa nó vàng ươm, vàng chỏi luôn. Mã số 3 của kiều mỡ gà. Đây có một thân nó bị gãy ngoạn. Mã số 3 kiều mỡ gà nhé các bác nhá. Mã số 3 này nó vừa rơi vào 6 lạng 180.000 đồng. Cái này là gọi mã số 5 đi. Vì em đánh số sẵn rồi, mã số 5. Số 5 là 180 nhé các bác nhá. Kiểu mỡ gà. Hoa của nó thì quá đẹp luôn. Đây là kiểu tua. Các bác nào gộp đơn là 50.000. Kiểu tua nhé các bác nhá. Hoa vàng ươm vào nó tua tua, gọi là kiểu tua. Tiếp theo mời các bác đến với một đặc sản của Lai Châu, đó là hoàng thảo kèn. Một dè hoàng thảo kèn như này các bác nhá. Đôi 4, 5, 6, 7. 7 thân như này. Bán cho các bác là 450.000 đồng. 450.000 đồng cho mã số 6 đi. Số 7 là một giò. Đây là một giò Long Tu Đá. Long Tu Đá xỉn hồ cao. Tí quên các bạn.
Số 7 Long Tu Đá Sìn Hồ Cao. Các bác nào lấy thì 220.000 đấy. 220.000. Cho mã số 7 nhá, Long Tu Đá Sìn Hồ Cao. Dòng lan thì nó vô cùng hoa, nó vô cùng hiếm và nó rất là thơm. Mã số 7 nhá. Số 8 là một giò Kiều Vuông Lộc Bắc. Một dòng lan thì thực sự bác là nó chăm rất là dễ và nó lại dễ hoa. Mà thân lá thì đẹp như này nhá. Có rất nhiều thân luôn. Đôi 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Gần 30 thân nhá các bác nhá, gần 30 thân như này nhá. Mã số 9 là 800.000 đồng. Kiều Vuông nhá. Số 10 là một giò Tam Bảo Sắc. Thân lá thì rất là đẹp, Tam Bảo Sắc Lai Châu nhá. Rất là đẹp luôn. À, cái dòng này thì nó rất là sai hoa các bạn. Hoa nó dài. Em bán cho các bác là 220.000 đồng. Cho giò Tam Bảo Sắc đây các bác nhá. Gọi là mã số 10 đi các bác nhá. Mười một là một trụ Tam Bảo Sắc tác phẩm này nhá, siêu to này nhá. Cái này thì nhà em đầu tư cái giò này là vào mất khoảng hơn 500.000, 550.000 đồng một giò như này nhá, trụ to luôn. Em bán cho các bác với giá là 400.000 đồng một trụ như này. Rồi. Bốn trăm nghìn trong mã số 11 là giá Hưng Tam Bảo Sắc quá nhá. Cái trụ đấy là trồng hết 3 cân giống, mỗi cân là mua giá buôn là 130.000 thì với chi là 390. Đi mua cái dớn đầu, cái dớn với cái móc là mất 50.000, là hơn 400. 100.000 tiền chăm sóc 25 giờ đó, thuê nhân công làm này, thuốc thang là nó rơi vào 550 đấy các bạn, tầm đấy đấy. 550 bán cho các bác 400 và không có công luôn đấy. Phi điệp vàng nằm trên tổ quạ nhá. Tuần dài hoa dài luôn. tròn vai xong bắt đầu mới cho các bác xem được. Đây. Hoa phi điệp vàng đấy các bác ơi. Chất chưa? Chất hơn cả nước cất. Có một bông đang nở đấy nhá. Còn đây là đang lụ nhá. Đang lụ đây. Đang lụ to này. Đang lụ này. Thân bé đang lụ này. Thân này lụ to này. Nó đang, thân này đang xuống lá. Dòng này nó xuống lá cho hoa nhá. Đang lụ nhá. Đấy. Chi chít lụ nhá. Vỏ này bán cho các bác là 250.000 đồng. 250 cho mã số 10 giờ 12 nhé các bác nhé. Nó dài quá, không cầm không chắc các bác. Mười ba là một giò trầm trắng này, trầm trắng nhá. Đôi 4, 6, 8 thân, đôi 4, 6, 8 thân, 8 thân một giò trầm trắng này nhé các bác nhé. Bác nào mua thì đo xem nào. 20, 40. Thân dài nhất được khoảng 50 cm. Các bác về các bác thay chậu cho em đó nhá. Nói trầm thì hoa nó thơm rồi, trầm trắng nữa thì lại càng đẳng cấp các bạn. Các bác là mua 200.000 đồng mã số 13 nhá. Mười bốn là một em sơn thủy tiên họng đen này. Các bác là mua phiên hôm nay em để cho các bác với giá là 400.000 đồng nhá, sơn thủy tiên hồng đen. Mã số 14 nhá. Mười lăm là một giỏ quế trắng tháng 8 nhá. 3, 6 cây. 200.000 đồng.
200 các bác nhé, 6 cây. Cho mã số 15 các bác nhé. Mười sáu hoàng thảo kèn Lai Châu có đôi bốn thân, thân dài của nó rơi vào 20-40-50 cm, bán cho các bác là 400.000 đồng. Mã số 16. Mười bảy là kiều vàng này, một giò kiều vàng thuần như này nhá, bán cho các bác với giá là 120.000 đồng cái mã số 17 nhá, kiều vàng. Mười tám, một giò kiều vàng như này, chi chi thân ghép lũa nhá, như này nhá. Mã số 18, kiều vàng 200. Mười chín là một giò hạc vĩ thiên cung này, mã số 19, 450.000 đồng, hạc vĩ thiên cung nhá các bác nhá. Cái dòng này thì hoa vừa tím vừa thơm, mã số 19, 450. Hai mươi là một giò ý ngọc, ý ngọc thuần chậu này nhá, mã số 20, đẹp như này nhá. Cây này nó mất cái ngọn, cây này mất ngọn các bạn. Đôi 4, 6, 8, 9 thân, vừa ngắn vừa dài là 9 thân, 120.000 đồng, mã số 21, ý ngọc. 22 này, 22 là đen rô trắng nhá, thân dài của nó là 20, 40, 60 cm. Thân này bị mất ngọn nhá. Đôi 4 thân lon. Mã số 22, 350.000 đồng. Đen rô trắng. Ba là một trụ tam bảo sắc như này đấy các bác nhá. Siêu đẹp to này nhá. Mã số 23. Vẫn bán với cái giá thành lý cho bác là 400.000 đồng cái mã số 23. Giá là chưa có phí ship vận chuyển đấy các bác nhá. Mã số 24, đùi gà tròn Lai Châu, 150.000 đồng, mã số 24, trồng trên chậu lục giác này các bác nhé. Đấy, chậu gỗ này, độ thuần của nó này các bác yên tâm rồi. Và cái này em tính cân cho các bác, cái này nó có khoảng, cái này khoảng 1 cân 2 là mua với giá là 170 cân, thì 21 là 22 74. Cái này độc ấy đã mất hơn 200.000 à, em bán cho các bác 150.000 đồng. Độc mua giống nó đã giờ tầm gọi 200 ý, cái giá thể này là 25.000, vừa móc vừa ấy là 25-30.000 gì đấy. Cái giá này các bác không mua thì các bác đi mua và các bác ghép. Bác ghép được một cái giò đùi gà như vậy chỉ, nó chỉ rơi vào tầm 250-270 thôi, thì tự tay các bác ghép thì nó có khi nào lại hay.
Mã số 24 là một giỏ hạc vĩ Asa này. Bán cho các bác là 150.000 đồng. Hạc vĩ Asa nhá. Dòng này thì hoa sai hoa và hoa tím. Tiếp theo nhà em có một sản phẩm của núi rừng Tây Bắc, đó là mật ong rừng chuẩn xịn rừng nha. Em bán cho các bác với giá là 300.000 đồng một lít. Trong khi đó các shop là vẫn đang bán cho các bác với giá là 400 đến 350.000 đồng một lít nha. Giá nhà em bán là giá yêu thương mật chuẩn xịn rừng. Cái mật này là mật ong khoái nhé các bác nhé. Mật ong khoái thì không ai chăn được, nên là chắc chắn nó là mật ong rừng rồi. Đấy, do vậy mà các bác mua mật ong khoái rất là chuẩn. Và em để cho cái giá cho các bác với giá là vô cùng yêu thương nhá, 300.000 đồng một lít. Em lấy các bác một giò chồn đẹp nhá. Giò này có 4 5 cây. Thì có 4 cây đẹp nhá, một cây thì hơi bé. Các bác là mua em để cho cái giá là 350.000 đồng. Giò lan vừa rồi thì đã kết thúc video nhà em ngày hôm nay. Trưa hôm nay tại lúc 12 giờ trưa thì nhà em vẫn phát trực tiếp và vừa phát trực tiếp vừa lên video. Đấy. Thì kính mong các bác xem và ủng hộ. 12 giờ trưa hôm nay các bác nhá. Em vừa phát video này và vừa coi như là live trực tiếp trên kênh Phong Lan Rừng cũng như kênh Phong Lan TV nhá. Rất mong được sự ủng hộ của các bác. Bác đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo nhận video sớm nhất thì nhé em. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác.